Chào mừng đến với cơ hội đầu tư vàng trên tuyến đường sầm uất nhất nhì tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường mang tên Nguyễn Hữu Cảnh. Với mức giá bán đặc biệt chỉ là 450 tỷ, bạn sẽ sở hữu một mảnh đất tuyệt vời rộng lên đến là 1037 mét vuông tại một trong những vị trí đắc địa nhất trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh này. Tài sản chào bán này nằm đối diện với tòa tháp La Mắt 81 và khu căn hộ cao cấp Vinhome Central Park, biểu tượng kiêu hãnh của thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam, nơi mang đến sự thịnh vượng và đẳng cấp nhất nhì tại trung tâm thành phố. Nguyễn Hữu Cảnh, nơi sự sầm uất gặp gỡ vị trí đắc địa, con đường không bao giờ ngủ, với mật độ dân cư cao và hàng loạt các tòa nhà văn phòng cao tầng hiện đại, cũng như các khu căn hộ cao cấp như là Vinhome, The Manor, Sài Gòn Pearl, Singapore Pearl. Tài sản chào bán có diện tích đất được công nhận lên đến là 1037 mét vuông, với mặt tiền có chiều ngang rộng là 19,05 mét và chiều dài của khu đất này có chiều dài là 39 mét. Điều đặc biệt là khu đất này mặt sau nở hậu có chiều ngang là 43 mét. Hiện trạng là nhà cấp 4. Hiện tại về quy hoạch, vị trí này được phép xây mới cao tầng là bao gồm là 1 tầng hầm và 10 tầng nổi, phù hợp cho nhiều loại hình kinh doanh và đầu tư. Với tính chất pháp lý đầy đủ và sổ hồng riêng, tài sản đứng tên cá nhân, sẵn sàng giao dịch mua bán sang tên ngay lập tức, đảm bảo sự an tâm và thuận tiện cho nhà đầu tư. Bao quanh bởi những khu căn hộ cao cấp như là Vinhome và The Manor, tài sản này không chỉ mang đến sự tiện nghi mà còn là cơ hội đầu tư đắt giá. Với mức giá chào bán là 450 tỷ đồng, đây thực sự là cơ hội không thể bỏ qua cho những nhà đầu tư thông minh. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0983 383 509 để được nắm thêm thông tin chào bán. Tính Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao.